Mến chào quý vị và các bạn. Kênh Quản lý Vlog sẽ cung cấp thêm cho mọi người một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Mở đầu video là thông tin về việc sữa mẹ tiêm vaccine phòng Covid-19 có chứa kháng thể chống lại bệnh. Theo nghiên cứu mới của Đại học Florida, sữa mẹ đang cho con bú được tiêm phòng Covid-19 có chứa một nguồn cung cấp kháng thể đáng kể, có thể giúp bảo vệ trẻ bú mẹ chống lại bệnh tật. Theo các vị tiến sĩ của đại học này, những phát triển của chúng tôi cho thấy rằng việc tiêm phòng làm tăng đáng kể lượng kháng thể chống lại SARS-CoV-2 trong sữa mẹ, cho thấy những người mẹ tiêm chủng có thể truyền miễn dịch này cho con. Khi trẻ mới sinh ra, hệ miễn dịch của trẻ chưa hoàn toàn phát triển, khiến trẻ khó có thể tự mình chống lại các bệnh nhiễm trùng và chúng còn quá nhỏ để đáp ứng đầy đủ một số loại vaccine nhất định. Trong giai đoạn dễ bị tổn thương này, sữa mẹ cho phép cung cấp cho trẻ sơ sinh khả năng miễn dịch thụ động. Hãy coi sữa mẹ như một hộp công cụ chứa đầy đủ các công cụ khác nhau giúp chuẩn bị trẻ sơ sinh vào đời. Tiêm chủng bổ sung thêm một công cụ khác vào hộp công cụ, một công cụ có khả năng đặc biệt tốt trong việc ngăn ngừa Covid-19. Kết quả nghiên cứu của đại học này cho thấy rõ ràng rằng vaccine có thể giúp cả mẹ và con. Thông tin thứ hai mà kênh Quản Lý Vlog tổng hợp được về việc kế hoạch thời gian học năm 2021-2022. Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch số 2289 về việc phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học là ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ngày tựu trường đối với giáo dục trung học, trong đó khối lớp 9 và khối lớp 12, tựu trường từ ngày 6 tháng 9 năm 2021. Các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 13 tháng 9 năm 2021. Đối với giáo dục thường xuyên, khối lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 13 tháng 9 năm 2021. Các khối còn lại tựu trường vào ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ngày khai giảng năm học là ngày 5 tháng 9 năm 2021 và ngày kết thúc năm học là ngày 10 tháng 6 năm 2022. Các ngày nghỉ lễ Tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương. Thông tin thứ ba, Vĩnh Long, một công ty bị phạt 200 triệu đồng vì vi phạm khai thác cát. Ngày 29 tháng 8 năm 2021, tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cho biết, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 200 triệu đồng đối với một công ty vi phạm khi khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài khu vực được cấp phép. Theo quyết định, ngày 13 tháng 8 năm 2021, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản đối với công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Thành Đô, gọi tắt là công ty Thành Đô, trụ sở tại phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, vì thực hiện hành vi khai thác cát lòng sông vượt ra ngoài điểm gần nhất ranh giới khu vực được phép khai thác, hơn 37m, và vi phạm khai thác cát lòng sông khi không có giám đốc điều hành mỏ tại khai trường. Xét đề nghị của cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mức phạt 200 triệu đồng đối với công ty Thành Đô về khai thác cát ngoài khu vực được cấp phép. Phần tiếp theo của video là thông tin số liệu diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được kênh Quản Lý Vlog tổng hợp được như sau. Tính đến 18 giờ tối ngày 29 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Cụ thể, một trường hợp là F1 được cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế huyện Mang Thít, 4 trường hợp qua sàng lọc cộng đồng tại huyện Tam Bình. Tổng cộng, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 18 giờ tối ngày 29 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh Vĩnh Long có 2.164 ca nhiễm đã công bố, trong đó 14 ca nhập cảnh, 2.150 ca trong cộng đồng và 5 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong số các ca mắc đã công bố, số ca mắc trong cộng đồng tỉnh là 2.097 trường hợp, trong đó thành phố Vĩnh Long là 146 trường hợp, huyện Long Hồ là 683 trường hợp, huyện Mang Thít là 137 trường hợp, huyện Vũng Liêm là 58 trường hợp, huyện Tam Bình là 690 trường hợp, huyện Trà Ôn là 124 trường hợp, huyện Bình Minh là 103 trường hợp và huyện Bình Tân là 156 trường hợp. Tổng hợp, tổng số trường hợp cách ly tập trung F1 là 798 người, số trường hợp cách ly tại nhà F2 là 1.727 người, số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung là 1.917 người, số trường hợp từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về là 450 người, số ca điều trị khỏi trong ngày có 36 trường hợp, cộng dồn là 1.590 trường hợp và số ca tử vong là 36 ca. Phần tiếp theo của video
là thông tin về việc cảnh báo tin giả lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng. Cụ thể, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông phát hiện trên mạng xã hội đang lan truyền tin giả về lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng. Hiện trên mạng đang lan truyền thông tin vừa rồi đồng nghiệp của tôi nhận được cuộc gọi hỏi rằng anh ấy được tiêm phòng chưa? Nếu anh ta tiêm phòng, hãy nhấn phím 1. Nếu anh ta chưa tiêm phòng, hãy nhấn phím 2. Kết quả là anh ta nhấn phím 1, điện thoại bị chặn và thông tin ngân hàng trực tuyến và thẻ thanh toán thường xuyên sử dụng của anh ta đều được chuyển, vân vân. Qua kiểm tra xác minh từ cơ quan chức năng, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khẳng định nội dung trên là giả mạo. Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả nêu trên. Khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan đến dịch bệnh, hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền địa phương, ngành y tế, công an và lực lượng chức năng khác. Vụ việc sẽ được chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người có thể gửi đến ekip làm kênh qua địa chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.